Rồi bây giờ anh Tùng sẽ chuẩn bị cưa cái phần đọt dừa nha các bạn. À, cái phần đọt này là anh Tùng sẽ không có buộc dây luôn và sẽ nhắm hướng để thả xuống. Kỹ thuật không? Thả ngay chân cái chỗ này luôn. Chào tất cả quý vị và các bạn nha. Hôm nay mình sẽ tiếp tục theo chân của anh Tùng đi cưa hai cái cây dừa rất là cao nha các bạn. Đây là con đường chạy vô cái nơi mà cần cưa hai cây dừa. Hôm nay thì ngoài anh Tùng đi thì có con của anh và hai người cháu nữa. Đó là đi tổng cộng là tính cả mình nữa là 4 xe. Là anh Tùng và cháu anh chạy phía trước nha các bạn. Hôm nay thì mình thấy đường cái cặp hai bên đường đi trồng rất là nhiều dừa luôn. Đây các bạn thấy nè, quá trời dừa. Cái này cảm giác giống như là mình đang đi xuống Bến Tre các bạn. Ghé vào nhà của một chú ở Tiền Giang để cưa hai cây dừa. Thôi hai cây dừa. Các bạn biết cái khó của cái việc cưa hai cây dừa này là gì không? Đây mình tiết lộ cho các bạn biết ha, là phía dưới hai cây dừa này là một cái khu vườn có rất là nhiều cây cối nha các bạn. Có kiển nè, có cây ăn trái nè. Các bạn thấy cái cây lộc vừng á. Cây lộc vừng rất có giá trị ở phía bên đây nè, nó đang có trái các bạn. Đây là mấy cái loại cây ăn trái rất là quý nha các bạn, rất là mắc tiền á. Đây mình sẽ hỏi anh Tùng ha. Đây anh Tùng đang chuẩn bị để cưa hai cây dừa. Rồi anh Tùng thấy hai cái cây dừa này như thế nào anh Tùng? Chào mọi người nha, chào quý vị. Cái cây dừa này là cái anh chủ nhà này thấy cô trên mạng cưa khéo cho nên anh mời về cưa, nhưng mà thấy bảo đảm dưới là không cho hư cây gì hết, tại vì cây nào cũng có giá trị hết. Tại vì chủ nhà là cưng tất cả cái gì trồng cực khổ, cây đẹp không à, có giá trị không, cho nên phải kỹ thòng mấy cái trái luôn, rồi cái tàu thòng luôn, tại vì cái tàu rớt xuống là nó gặp hư của người ta, cho nên phải thòng cái tàu luôn. Cái này làm hơi lâu ạ. Rất là cắt nhỏ nữa, phải bỏ theo con lỗ nhỏ. Rồi. Cảm ơn mọi người nha. Rồi, theo Lâm Phạm biết rồi, quen rồi, kêu mọi người. Dạ, quý vị, quý vị. Dạ bình thường á, kêu mọi người. Đây mình sẽ đi lại phía dưới cái gốc dừa cho các bạn xem. Ngoài đây các bạn thấy nè, đây là mấy cái cây mai nè, mai vàng nè, bưởi da xanh nè, cây tắc. À, có cái motor bơm nước ở đây nữa. Lấy cái dây lấy cái dây kia. Đây có cây dừa, cây dừa còn nhỏ. Cái mì này hư không sao á nếu ơi. Không, mấy cây mì, mấy cây ấy, đủ yếu mấy cây tôi trồng á. À, các bạn thấy nè. Nè, các bạn thấy ngay phía dưới cây dừa bên đây nè. Đây là cái cây hạnh Mỹ nha các bạn. Cái này cọc cây lộc vừng nè. Dạ, cây lộc vừng, cây hạnh Mỹ. Rồi cây mai vàng nè. Đây là những cây rất là có giá trị luôn. Các bạn thấy cây lộc vừng bên đó là trái nha. Nãy mình có quay cho các bạn xem rồi đó. Còn đây là bưởi da xanh. Đây, cái khu vườn của chú ở đây là rất là có giá trị nha các bạn. Cho nên cưa phải khéo. Không giống chú này, tôi là đây là quê này là ở trong chỗ nào? Chú ơi. Cái này motor này là bơm nước xài hay là tưới vườn chú? Tưới này tưới vườn. Dạ. Cái này tôi hai cái motor đó. Hệ thống tưới tại cầm cây làm vườn chơi mà. Dạ. Chú cho con hỏi là cái nhà chú ở đây là cái địa chỉ là ở đâu chú? Ấp Nam. Ấp Nam. Ấp Nam xã Long Hưng. Xã Long Hưng, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang. Dạ. Cái khu vườn này làm như là chú trồng là để ăn hay là để kinh doanh? Mình trồng để con cái nó về nó hái trái cho vui ăn chơi, nó làm việc ở Sài Gòn đó. Dạ.
chứ không phải là kinh doanh bán. Bởi vì tôi trồng cây nào tôi biết cây nào thì tôi mua cây đó về trồng thôi. Chứ chú thấy con vườn đó nhiều thứ cây, rất là nhiều loại cây. Ừ, nhiều thứ cây. Bây giờ mà nói chú kể ra chú cũng không nhớ hết. Không nhớ đâu. Tôi nói như mấy cây này, ví dụ mấy cây này rồi. Nhiều lắm. Cái đó là cây nho thân gỗ hay cái gì đó. Nho thân gỗ. Cái lá vối để nấu nước, đó là công việc trị bệnh. Dạ. Để lại chứ. À, anh Tùng đang ở trên cái dừa nha các bạn. Anh đang đu ở trên cái dừa đấy, lòn dây và sẽ buộc buộc dây để leo lên phía trên, rồi sẽ cưa mấy cái bệ dừa. Mình nhắc lại các bạn là phía dưới, bên dưới là cái khu vườn rất là nhiều cây kiểng và cây ăn trái. Cái đặc biệt hai cái dừa này là sẽ cưa sẽ mất rất nhiều thời gian luôn, tại vì sẽ hạ xuống phải buộc từng nhánh dừa, nhưng từng cái tàu dừa các bạn để hạ xuống, cho nên là sẽ rất là mất thời gian luôn. Chú ở đây là biết thông tin của anh Tùng trên YouTube, cho nên là chú liên hệ để cưa hai cái dừa này, tại vì cũng thật sự là hiện giờ là cũng không có ai dám lãnh cưa hai cái dừa này hết các bạn. Chú rất là quý mấy cái cây này, tại vì con của chú rất là thích những cái loại cây ăn trái này, cho nên là chú muốn là khi mà con chú về quê sẽ có những cái loại trái ngon để ăn, cho nên là chú không có muốn cưa mà bị cưa cái dừa mà bị gãy cái nhánh. Cho nên là cưa hai cái dừa này là rất là khó khăn và rất là áp lực nha các bạn. Bây giờ anh Tùng sẽ kéo cái máy cưa lên để cưa mấy cái bẹ. Giờ là bắt đầu cưa nha các bạn. Giờ này thì cái ánh sáng nó hơi bị chói á, không biết các bạn thấy rõ không. Lát nữa mình sẽ cố gắng mình sẽ quay ở trên cao cho các bạn dễ nhìn. Thường thì cây dừa quay ở trên cao sẽ dễ thấy hơn. Đây các bạn thấy anh Tùng anh buộc những cái tàu dừa vô cái dây á, các bạn thấy không? Anh cưa ba cái tàu rồi mà nó không có rớt xuống. Bây giờ phải hạ từ từ xuống. Anh dùng cái sợi dây dù á, anh buộc vô, rồi ở dưới sẽ thả dây ra từ từ. Này này, cưa cái dừa này rất là áp lực, rất là khó nha các bạn. Bạn thấy không? Thả từ từ xuống. Rồi các bạn thấy đang hạ mấy cái bệ dừa xuống nè, bạn thấy không? Rồi anh sẽ cưa cái như là cái phần đọt các bạn, cái phần đọt dừa, đúng rồi, anh sẽ cưa cái phần đọt của cái dừa để cho nó chống ở phía trên đó. Rồi, mình cưa mấy cái tàu ở dưới với mấy cái bùn dừa nó sẽ dễ hơn. Này là nguyên cái đọt dừa luôn nha các bạn, khá nặng á. Dưới sẽ có hai người vịn dây ở dưới nè. Và anh Tùng cũng là người sẽ phăng cái cọng dây để hạ cái đọt xuống luôn. Cái đọt này có như năm cái tàu dừa, 5-6 tàu vậy đó. Phía dưới rất là nhiều cây trái. Đây anh Tùng phải làm rất là kỹ lưỡng nha các bạn, làm từ từ thôi nhưng mà cho kỹ lưỡng. Có mấy trái dừa khô nữa đó. Nói thật với các bạn là chủ nhà đây nè,
đã từng hỏi những cái thợ cưa gần gần đây các bạn, là cái dừa này mướn là không ai dám làm đó. Mặc dù là mướn giá khá là cao, không ai dám cưa hết. Đó, anh Tùng bắt đầu cưa mấy cái buồng dừa nha các bạn. Đây, anh cưa mấy cái buồng dừa nè. Mấy cái buồng này thì cột dây hết rồi, cho nên là cưa xong rồi hạ từ từ xuống. Hình như là anh cưa luôn cái bẹ dừa á, có buộc dây cái bẹ dừa luôn rồi. Đó, bây giờ sẽ hạ mấy cái buồng dừa với mấy cái tàu dừa xuống một lượt luôn. Đây. Các bạn thấy nè, phải hạ xuống rất là kỹ. Khá là lâu nha các bạn. Cái này mình chia sẻ các bạn luôn. Khi mà các bạn cưa một cái cây á, thì lúc nào các bạn cũng muốn cưa nhanh để mình xuống dưới mặt đất mình đứng. Tại vì đứng ở trên cây các bạn, cái chân mình phải đứng giữa cái kẽ của những cái nhánh cây á. Còn với cái dừa thì mình phải đứng giữa cái kẽ của hai cái bẹ dừa. Cho nên là sẽ rất là đau nếu các bạn đứng lâu, máu nó sẽ dồn xuống chân á, rất là nhức. Bởi vì là những thợ cưa dừa mà họ sau một ngày làm việc họ về á, là họ rất là nhức mình nhức mẩy luôn. Cho nên là cưa một cái cây dừa mà phải hạ từ nhánh buộc dây, hạ từ bẹ như thế này nè, rất là mệt luôn và rất là vất vả luôn nha các bạn. Đứng ở trên đó rất là mỏi và rất là mệt. Đó, giờ này thấy trống trải rồi đó. Giờ này thì mới thấy rõ anh Tùng đang đứng ở phía trên đọt dừa nha các bạn. Nãy giờ là quá nhiều bẹ dừa cho nên không có thấy anh đâu hết. Rồi bây giờ sẽ thả dây từ từ xuống. Hạ xuống các bạn thấy không? Cái dừa này cũng khá cao. Đây, bây giờ anh Tùng sẽ đu phía dưới để cuộn mấy cái bẹ, còn lại 5 cái bẹ dừa các bạn. Đây, anh Tùng đang treo leo trên đọt dừa các bạn. Bây giờ thì có chỗ để ngồi rồi, thì tương đối là dễ chịu hơn cái lúc nãy. Nhưng mà lúc này thì là cái lúc mà thấm mệt nha các bạn. Giờ này là lúc rất là thấm mệt luôn á. Bữa nay trời, giờ này không có gió nữa nè, rất là nực nội. Rồi, mấy cái bẹ bên đây đã xong rồi, một lát nữa anh sẽ cưa. À, hết rồi các bạn, hết mấy cái bẹ rồi, nhưng mà hiện tại là dây bị kẹt vô cho nên khó xuống. Rồi đây là những cái tàu dừa cuối cùng của cây dừa này. Rồi bây giờ anh Tùng sẽ chuẩn bị cưa cái phần đọt dừa nha các bạn. À, cái phần đọt này là anh Tùng sẽ không có buộc dây luôn và sẽ nhắm hướng để thả xuống. Kỹ thuật không? Thả ngay chân cái chỗ này luôn. Ê. Anh Tùng luyện cái cù hủ lọt vào cái khe của cái bưởi da xanh với cái dừa luôn nha các bạn. Rất là kỹ thuật. Đó, đây là những lúc mà thể hiện cái sự khéo léo và có tính toán thông minh của anh Tùng. Đây các bạn thấy không? Thả ngay những cái điểm cần thả luôn.
Thầy, đây là lý do tại sao mà anh Tùng có biệt danh là vua khỉ và được gọi là bậc thầy cưa cây đó các bạn. Cưa một cây dừa có độ cao tầm 10 mét và thả những cái đoạn dừa đúng vào những nơi cần thả. Các bạn thấy không? Vớt ngay một điểm đó các bạn. Luôn không các bạn. Cái cây đó là cái cây khoai mì nha các bạn. Cây đó thì chủ nhà cho phép mà bỏ cái cây đó. Và sau khi cưa những cái đoạn dừa xuống á, thì khi mà nó đã nhiều khoảng 4-5 đoạn rồi á, thì ở dưới sẽ có người dọn bớt để anh thảy những cái đoạn sau xuống để cho nó không có bị trúng những cái đoạn cũ ở dưới, tại vì trúng những cái đoạn cũ ở dưới thì nó sẽ dăng đi cái hướng khác nha các bạn, có khả năng là dăng trúng vô cái cây dừa hoặc là cây mai đó, cho nên là cưa khá nhiều thì cưa khoảng được khoảng 4-5 đoạn thì sẽ dọn bớt. Đây là cái lý do tại sao mà có những cái cây cần cưa đó là họ gọi cho anh Tùng, mặc dù những người đó là có thể là ở Sài Gòn hoặc thậm chí là ở Đà Lạt luôn nha các bạn, họ gọi anh Tùng ở Tiền Giang đi lên để cưa, họ sẵn sàng bao tiền xe đò, tức là trả thêm cái phần phí đi xe cho anh Tùng để anh Tùng cưa, mà họ không kêu những người ở gần đó, tại vì những người ở đó, những cái trường hợp khó như thế này họ không có dám nhận cưa những cái cây như các bạn. Cũng như là cái trường hợp ở đây là chú đã kêu nhiều người cưa cái dừa này rồi, nhưng mà người ta không dám lãnh. Rồi coi như là anh Tùng đã cưa xong một cái cây dừa ở đây rồi các bạn, rất là thành công. Cái dừa này chắc cũng lâu năm rồi, cái gốc của nó nâu nè. Những cái dừa già thì cái gốc của nó sẽ nâu sậm rồi. Đỏ lên luôn nè. Ở Vĩnh Long có một cái nhà làm bằng 4.000 cây dừa 100 năm tuổi nha các bạn. Cái màu của nó đỏ như thế này nè. Rồi, đã hoàn thành một cây dừa. Đây là những cái đoạn dừa mà thả xuống này. Xong một cây nha các bạn. Lâu quá. Tại vì mấy thông buồn, yeah. Thông trái, thông lá rồi tùm lum hết. Cái đường hẹp quá, chỗ cái đó nữa. Cây này nó còn khó cưa hơn cây rồi nữa anh. Ống nước nằm dưới đó. Có hai đường ống nước dưới. Nước thì nó lấy dán lót. Rất là khó. Cắt ra nó lại. Giờ thầm miệng đó.